Cô chào các em, chúng ta bắt đầu học môn mỹ thuật. Chủ đề tiếp theo đó là chủ đề 2, ngôi nhà của em. Tiết 5, vẽ ngôi nhà từ hình và màu cơ bản. Rồi, đồ dùng chúng ta cần có để học môn mỹ thuật: bút chì, gôm, tẩy, màu vẽ, vở vẽ hoặc giấy. Bạn nào không có tập, không có vở vẽ thì chúng ta có thể sử dụng giấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái hoạt động 1, quan sát nhà trong thiên nhiên. Các bạn sẽ cùng cô nhìn lên màn hình. Trên màn hình cô có những ngôi nhà. Các bạn sẽ nhận xét cho cô đó là những ngôi nhà gì. Rồi, trên màn hình cô có 4 ngôi nhà. Em sẽ quan sát và nhận biết cho cô các ngôi nhà đó là ngôi nhà như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng cô quan sát. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên màn hình cho cô. Cô sẽ phân tích để chúng ta sẽ nhận biết về 4 ngôi nhà trên. Ngôi nhà thứ nhất đó là ngôi nhà tầng. Ngôi nhà tầng được xây bằng gạch. Đây, nó có 2 tầng, có thể là có nhiều tầng. Như đây có 2 tầng này, hay là tầng 1 hay gọi là tầng trệt. Rồi đây tầng 2. Rồi chúng ta có thể nhiều ngôi nhà nó có nhiều tầng hơn 2-3 tầng đó. Ví dụ như cái ngôi trường mà chúng ta học đó, đó là cái đó cũng được gọi là nhà tầng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp cái nhà thứ hai, đó là nhà sàn ha. Ta thấy cái nhà sàn à, nhà sàn thì chúng ta thường thấy nó ở miền núi à, rất là nhiều. Chúng ta thường thấy nó ở miền núi này, cái nhà sàn này đây được làm trên cái cũng trên một mảnh đất này, thấy không? Rồi người ta trước khi muốn làm được cái nhà sàn này, người ta sẽ chôn những cái cọc này. Đó, những cái cọc bằng, cũng có thể là bằng bê tông hoặc bằng cây đây. Sau đó người ta sẽ gác những miếng gỗ thành cái sàn, sau đó người ta tạo thành ngôi nhà. Trên phần mái này của ngôi nhà này, người ta sẽ sử dụng bằng những cái lá cọ bằng những cái lá cọ này để tạo thành cái mái nhà này trông rất là đẹp ha. Đó là cái ngôi nhà sàn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu. Đây là nhà cấp 4 này. Đây là nhà cấp 4 này. Nhà cấp 4 cũng thế, cũng người ta cũng xây bằng gạch ha. Mái thì thường ngợp bằng ngói này hoặc là bằng tôn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp. Nhà thứ hai đó là nhà thứ tư đó là nhà rông. Đây nhà rông thì nó có cái kiểu dáng giống như cái nhà sàn ha, cũng tạo cũng là chôn các cái cọc ở dưới này, sau đó tạo thành làm những cái gỗ đó, tạo thành cái mặt sàn và phía trên này đó, cái mái này, mái rất là đẹp ha. Đây là nhà gọi là nhà rông. Nhà rông thì nhà rông này là thường người ta sinh hoạt trong một cái tộc. Thường thường ví dụ như là có những cái ngày lễ Tết gì đó là những cái nhà rông này là rất là đông vui, có dân làng thường đến đây để sinh hoạt vui chơi này, họp hành. Đó, đó là cái nhà rông. Đó, cô vừa hướng dẫn chúng ta quan sát một số cái kiểu dáng nhà khác nhau ở thiên nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ có thể quan sát thêm và tìm hiểu thêm về những cái ngôi nhà khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Đó là nhà trong tranh. Đây, bây giờ chúng ta sẽ quan sát. Trên màn hình cô cũng có một số cái ngôi nhà được vẽ ở trong tranh. Chúng ta sẽ quan sát xem nhà trong tranh và nhà ở thiên nhiên nó có những cái điểm gì giống và khác nhau. Rồi chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô. Rồi bây giờ chúng ta cùng quan sát.
Bây giờ cô sẽ phân tích cái phần nhà trong tranh và nhà thiên nhiên để cho chúng ta cùng quan sát nha. Đó, nhà trong tranh nó có cái điểm giống nhau là đều có nhà ha. Rồi có thể nó có thêm cây cối. Đó, nhà thì cũng có cửa ra vào này, cửa sổ. Đó, mái. Đó là cái điểm giống nhau của nhà trong tranh và nhà thiên nhiên. Và điểm khác này, chúng ta sẽ quan sát này về hình dáng à. Ví dụ như là cái hình dáng nhà chúng ta có vẻ vẽ to vẽ nhỏ à. Đó là nhà trong tranh thì nó được cái chúng ta sẽ vẽ theo cái ý thích của mình à. Vẽ theo ý thích của mình, chúng ta có thể vẽ thêm những cái hình ảnh xung quanh để cho cái ngôi nhà của mình nó thêm sinh động hơn. Đó là cái điểm mà khác. Và cái điểm tiếp theo đó là màu sắc. Màu sắc của cái nhà thiên nhiên á, thì nó rất là ít màu sắc à. Còn nhà trong tranh thì chúng ta có thể rất là nhiều cái màu sắc để làm cho cái bức tranh của chúng ta hoặc cái nhà của chúng ta nó thêm đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn và thêm tươi sáng hơn. Đó là cái điểm mà giống và khác nhau của cái nhà trong tranh và cái nhà thiên nhiên. Chúng ta cũng có thể quan sát ở đây một số cái bức tranh để chúng ta có thể thực hiện cho bài của mình nó tốt hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp cái phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát một số cái hình cơ bản để chúng ta có thể vẽ nhà. Rồi, trên đây cũng có một số cái hình, chúng ta sẽ quan sát xem. Trên đây cô có một số cái hình, các bạn sẽ nhận biết cho cô xem cô có những hình gì nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận biết nào. Rồi bây giờ cô sẽ nói để chúng ta biết xem trên đây cô có những hình gì nha, xem có giống với chúng ta suy nghĩ không. Thứ nhất đó là hình tam giác, thứ hai đó là hình vuông, và thứ ba là hình thang, và thứ bốn hình tròn, và cuối cùng đó là hình chữ nhật. Đây là một số cái hình cơ bản để có thể tạo thành một ngôi nhà. Rồi bây giờ chúng ta có thể cái mái nhà là hình tam giác ha. Rồi cái thân nhà có thể là hình vuông hoặc hình chữ nhật. Cái mái nhà cũng có thể là hình thang. Còn cái hình tròn này chúng ta có thể làm cái cửa sổ. Đó là một cái số cái hình để tạo thành một cái ngôi nhà đơn giản từ những cái hình cơ bản đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp cái phần tiếp theo. Cái phần phần hình cơ bản này. Đó, ở trong trang số 12 chúng ta sẽ tô màu vào cái hình cơ bản đó. Các em có thể chọn màu để tô ha. Chúng ta tô thì nhớ tô từ không để màu nem ra ngoài, chúng ta có thể chọn màu tùy theo ý thích của mình để tô. Đó là cái phần bài tập ở trang số 12 tô màu vào hình. Các em có thể thực hiện cái bài đó cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát tiếp sang cái phần 2, đó là phần hướng dẫn cách vẽ. Chúng ta sẽ thực hiện ở trang số 13. Đối với những bạn mà có vở, còn những bạn chưa có thì chúng ta có thể thực hiện trên giấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô quan sát và thực hiện theo nha. Bây giờ chúng ta có thể là chuẩn bị cho cô tập vở, màu, chì, gôm để chúng ta có thể quan sát và thực hiện theo cô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát. Thứ nhất chúng ta sẽ tạo cái hình cơ bản. Lấy những hình cơ bản này, thứ nhất chúng ta sẽ vẽ ngôi nhà. Cái mái nhà cô đã sử dụng từ cái hình thang. Cái thân nhà thì cô sử dụng hình chữ nhật. Rồi bây giờ cô sẽ vẽ thêm. Cái nhà thì phải có cửa ra vào ha. Cửa ra vào. Rồi cô vẽ thêm cái cửa sổ. Đó. Đó là cách vẽ một cái ngôi nhà rất là đơn giản từ cái hình cơ bản mà chúng ta vừa thực hiện. Chúng ta sẽ thực hiện cho cô. Khi vẽ xong rồi thì chúng ta sẽ tô màu. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái hình tô màu. Có rất là nhiều cách vẽ khác nhau ha. Các em có thể không cần thiết phải vẽ theo mẫu giống cô, có thể vẽ theo ý thích của mình từ những cái hình cơ bản đó. Đó là cái bài học mà cô vừa hướng dẫn chúng ta. Chúng ta hãy thực hiện và hoàn thành cho cô và thực hành. Các em sẽ chú ý
không nhất thiết là phải vẽ đúng theo mẫu của cô, các em có thể vẽ theo ý thích của mình như cô vừa hướng dẫn. Rồi, buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em, cô chúc các em học thật tốt và nhớ chú ý hoàn thành các sản phẩm. À, rồi cuối cái chủ mỗi một cái chủ đề chúng ta sẽ chụp hình và lưu lại gửi cho cô. Rồi chúng ta sẽ quan sát thêm cái bài tiếp theo ở chủ đề 2 để tuần sau chúng ta có thể học tốt hơn. Cô chào các em, chúc các em có thật là nhiều sức khỏe.